Đây là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Một trong những video ở trong hành trình là từ 10 đô lên đến số cái tài khoản không tưởng của bạn chơi đứa nước ngoài. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MInvest, mình là Minh. Và trong video này thì mình sẽ cùng với các bạn phân tích một cái video, một cái hành trình của bạn trader nước ngoài. Cái mục đích và cái mục tiêu bạn ấy là biến được con số là từ 10 đô thành 100 triệu đô. Và lúc đầu mình nghe thì con số này thực sự là một điều rất là hão huyền và cá nhân mình cũng không biết nó có thể trở thành được hiện thực hay không. Và để các bạn nhớ lại thông tin về bạn trader này thì trước đây như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì mình đã có làm một cái clip về bạn này. Bạn là một cái bạn đánh từ 7.000 đô lên đến 37 triệu đô và ở trong video đó thì mình đã phân tích về cái phong cách giao dịch cũng như là cái chiến thuật mà cái bạn này đã áp dụng ở trong thời điểm đó. Và đến thời điểm hiện tại thì bạn ấy quay trở lại với một cái hành trình mới, đấy là thay vì số tiền là 7.000 lên đến 37 triệu đô thì lần này bạn ấy bắt đầu số tiền là 10 và bắt đầu có cái kỳ vọng mục tiêu bạn là 100 triệu đô. Và để khoan để nói về những cái mục đích này nó có viển vông, nó có khả thi hay không thì mình muốn nhắc lại với các bạn một vài điều như sau khi mình làm clip này. Thứ nhất là những clip này không phải là tài khoản của mình vì mình cá nhân không có đủ khả năng làm câu chuyện đó. Thứ hai nữa là những clip này mình xem ở trên những trang mạng xã hội của những bạn trader nước ngoài, họ đưa những clip này lên và mình nhìn thấy được là đây là những cái chủ đề thú vị mà thực sự là mình cũng có những cái sự tò mò trong đấy là để xem bạn có làm được hành trình này hay không và bạn có làm được cái mục tiêu bạn đã kỳ vọng đấy hay không. Và tất cả những cái điều này các bạn nhớ giúp mình là mình muốn có được những góc nhìn mới, những góc nhìn về những bạn khác ở nước ngoài. Và cái mục đích chính của mình không phải là mục đích để làm cho bạn cảm thấy đây là một thị trường dễ để kiếm tiền, hay để làm cho bạn FOMO, hay các bạn cảm thấy là đây là một cái nơi các bạn thể thay đổi cuộc đời sau một đêm. Thì bạn nhớ lấy cái điều đó giúp mình. Mình chỉ muốn cho bạn tiếp cận thông tin với những cái nội dung khác nhau để cho bạn có những cái đánh giá, để cho bạn biết được là có những cái điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được thì biết đâu đó có thể có những người khác chúng ta có thể là làm được. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và ở đây thì đầu tiên mình có những cái thắc mắc cũng như các bạn, đấy là tài khoản này liệu rằng sau nó phải là tài khoản demo không hay một loại tài khoản thật. Thì với cái bạn này thì lúc đầu bạn cũng show luôn cho chúng ta xem là bạn đang sử dụng broker là Xnet với máy chủ là Real20 thì có vẻ như đấy lời khẳng định bạn ấy là đây là tài khoản real chứ không phải là tài khoản demo. Và liệu rằng các bạn nào có thể check được xem đây là tài khoản real hay tài khoản demo thì bạn để xem hoặc là comment dưới video này giúp mình thực sự rất là tò mò. Và ở đây các bạn thì nhìn thấy là bạn ý về bản thân bạn ấy khá nhiều tài khoản ở Xnet thì mình cho rằng với cái phong cách đánh của bạn này, cái lý do chính mà bạn lựa chọn Xnet đấy chính là Xnet cung cấp một cái đòn bẩy cao và nhiều khi nó cung cấp đòn bẩy lên mức là vô cực. Nó phù hợp phong cách bạn, vì bạn theo trường phái là mạo hiểm và bạn có kinh nghiệm trên thị trường rồi. Và một lần nữa đến đây mình lại phải nhắc lại bạn một lần nữa, đấy chính là gì, cái đòn bẩy cao nó không đồng nghĩa việc là có lợi nhuận cao. Với những người có kinh nghiệm thì có thể người ta sẽ làm điều đó, còn đối với đa số mọi người cái việc sử dụng đòn bẩy cao nó sẽ dẫn đến cái thua lỗ các bạn trong khoảng thời gian rất là ngắn và thời gian rất là nhanh. Đừng nhầm lẫn giữa hai vấn đề là đòn bẩy cao là nó sẽ mang lại lợi nhuận cao, nó không phải là như thế. Và đối với Xnet thì hiện tại có khá là nhiều thông tin các bạn để tự xem và các bạn để tự tham khảo ở trên mạng và trên internet thì mình sẽ không nói nhiều về Xnet nữa mà mình chỉ muốn tập trung phân tích vào về mặt kỹ thuật là cái bạn trader này sẽ có những phân tích và có những cái nhận định như thế nào. Và đây như bạn nhìn thấy là quay trở lại với tài khoản 10 đô này thì mình thấy là bạn đang vào lệnh là GU với EU với khối lượng khá là thấp là từ 0.01 đến 0.03. Lý do thì mình sẽ cùng xem. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích về những cái nhận định của cặp EU trước. Ở đây thì mình xem ở biểu đồ của cặp EU ở trên khung thời gian là H4 thì lúc này thị trường đang có xu hướng giảm rất là rõ ràng này và các bạn nhìn thấy nó có những cái đỉnh đang thấp dần này và những cái đáy nó cũng đang thấp dần. Vậy thì cấu trúc giảm nó đang khá là rõ rệt. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái vị thế bán ở trong giai đoạn này để cho chúng ta thuận theo những cái nhịp của thị trường. Và tiếp tục ở đây chúng ta xuống với khung thời gian là H1, mình thấy nó đang xuất hiện những cái mô hình hai đỉnh như các bạn đã nhìn thấy. Và mô hình hai đỉnh ở đây các bạn lưu ý là mô hình đảo chiều từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm
Và mô hình này nó còn xuất hiện cả ở trong một xu hướng giảm nữa, thì nó sẽ cộng hưởng cho xu thế giảm sẽ còn tiếp tục và nó sẽ còn đi được tương đối là xa. Ở đây theo đúng những cái lý thuyết thì chúng ta sẽ đợi giá phá qua cái đường viền cổ, chúng ta sẽ tìm kiếm một cái setup sell trong giai đoạn đó. Ngoài ra thì mình có sử dụng thêm một chỉ báo nữa, đấy là MACD. Thì lúc này là đường MACD và đường signal đang dần cắt nhau và báo hiệu cho việc là giá có thể là nó sẽ giảm điểm tiếp. Chính vì thế khi mà có một cây nến đỏ nó phá vỡ qua đường viền cổ thì các bạn trader chúng ta đã tìm kiếm một cơ hội sell ở trong cái giai đoạn này. Sau đó thì sao? Giá nó tiếp tục nó quay đầu giảm tiếp này, và cho đến khi cái đường MACD cắt xuống cái đường signal thì đó nó là một cái xác nhận là xu hướng sẽ tiếp tục giảm ở trong thời gian tới. Chính vì thế nên là bạn ý đã nhồi thêm hai cái nhịp của cái lệnh EU nữa ở trong cái đoạn này, và kết quả như thế nào thì bạn hãy theo dõi cùng với mình. Ngay sau đó thì EU đi đúng theo cái nhận định và bạn ý đã chốt những cái nhịp này được ở cái mức lợi nhuận là khoảng từ 40 đến 50 pip, khá là ok. Đối với cái lệnh còn lại đấy chính là lệnh GU, thì đầu tiên là bạn trader đặt một cái lệnh GU tại mức giá là 1247 và 1244. Và lý do như thế nào thì cho cùng nhìn lại trên biểu đồ cho cùng xem. Mình sử dụng thời gian là H4 để mình phân tích. Lúc này mình thấy là cũng có một cái xu hướng giảm này. MACD đang nằm dưới đường 0 trong khoảng thời gian tương đối là dài. Ở đây thì vì cái cấu trúc của thị trường, đỉnh đáy nó không thể hiện mức độ giảm điểm nó quá là rõ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dựa theo sự tương quan những cặp tiền liên quan đến nhau thì đây là một cái mẹo. Ở đây trong trường hợp này là EU và GU. Thì như các bạn đã nhìn thấy là EU nó đang có xu hướng giảm và nó là một xu hướng giảm rõ ràng và mạnh mẽ. Vậy nên thì nhiều khả năng GU sẽ tiếp tục có một nhịp giảm nếu như EU không có tin tức quá quan trọng liên quan đến đồng G, tức là đồng bảng Anh. Mình xuống tiếp biểu đồ khung thời gian là H1 nhé. Lúc này các bạn thể thấy là MACD đã cắt xuống signal này, nó báo hiệu cho một cái nhịp sell ở trong đoạn này. Chính vì thế ở đây thì mình nghĩ đấy là lý do bạn ấy đã tìm kiếm một cái entry sell như các bạn thấy trên màn hình. Và sau đó thì giá đi xuống và đi đúng theo cái nhận định của cái bạn trader này. Và đây các bạn nhìn thấy là cái chiến lược bạn giao dịch nó khá là đơn giản chứ nó không quá là phức tạp khi mà bạn ấy phân tích cũng như giao dịch ở trên tài khoản lớn. Thế nhưng cái mức độ chính xác và mức độ mà đúng mình thấy vẫn tương đối là cao. Vậy mình rút ra được một vài cái điểm và chúng ta để lưu ý lại khi mà chúng ta phân tích cũng như giao dịch trên tài khoản nhỏ như sau. Thứ nhất là các bạn nên sử dụng khung thời gian lớn để bạn phân tích cũng như đưa ra nhận định. Khung thời gian lớn thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ có cái mức độ tin tưởng lớn hơn so với những khung thời gian nhỏ và nó sẽ ít bị quét stop loss hơn so với khung thời gian nhỏ. Xu hướng ở trong khung thời gian lớn thì nó tương đối là rõ ràng và chúng ta có thể nhìn nhận được nó khá là dễ. Tuy nhiên thì cái vấn đề khung thời gian lớn nó có một cái vài vấn đề như sau bạn cần phải lưu ý. Chúng ta khó có thể kiên nhẫn để chờ đợi được cái nhịp những cái lệnh này chúng ta đạt được take profit hoặc là để lệnh nó chạy vì thời gian nó sẽ tương đối là lâu. Mà ở đây thì đa phần những cái bạn mới thì họ lại ít khi đạt được những tính kiên nhẫn như vậy. Và các bạn hãy chuyển sang scalping thì đây mới điều mình thấy khá là thiệt thòi cho các bạn. Thứ hai là mình thấy là cái bạn này với cái chiến lược bạn ấy sử dụng với những cái cách mà mình nghĩ nó đơn giản theo cái nhận định và theo cái góc nhìn của mình. Mình thấy là có nhiều bạn giao dịch với cái suy nghĩ là chỉ báo phức tạp, rắc rối, cao cấp thì mới đạt được cái tỷ lệ thắng cao. Nhưng thực sự nó không phải là như vậy. Các chỉ báo đều có cái sức mạnh tiềm ẩn riêng trong nó. Và nếu như các bạn thành thạo một chỉ báo dù nó có thể đơn giản như thế nào, chúng ta vẫn có khả năng có được lợi nhuận trên thị trường. Và đó, trên đây là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Một trong những video ở trong hành trình là từ 10 đô lên đến số cái tài khoản không tưởng của bạn trader nước ngoài. Và rất là hy vọng với những video này chúng ta có thể có thêm nhiều góc nhìn về thị trường, có thêm nhiều cái điều mới về thị trường. Đấy chính là đối với những tài khoản nhỏ chúng ta có thể đưa ra những phân tích và nhận định như thế nào. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video Em Invest. Và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.